Giờ anh em mình sẽ hái một mớ đọt nhãn lồng nha. Đây là nhãn lồng nha. Chim quyên mà ăn trái nhãn lồng. Quen chậu quay. Ngọn bông. Rồi. Trời ơi. Ôi hù hù. Đây bắt con cò nha. Rồi anh em mình ngủ tiếp thôi. Rồi ngon. Và thế là anh mỗi tối không có cà phê. Và thế là anh sáng thức dậy không có cà phê. Trời ơi, kiểu dài đúng không trời. Không đi ra nhá, báo chung, báo chung á. Ở trong cừ nữa vậy trời. À biết bụng tư. Nói mấy tay bắt ổn không tên đi ổn. Đi trời. Trời ơi. Trời ơi. Giờ ông đội tôi dám vô đúng không? Đúng không? Trời ơi. À, xin chào tất cả các bạn thân yêu anh em mình buổi sáng nha tất cả các bạn. Chào các bạn buổi sáng nha các bạn. Chào buổi sáng nha. Chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Ngủ nữa mẹ đậu. Có dính gần nào đâu đâu. Thức dậy thôi chứ trời. Thức dậy bộ dưới quay ngủ nữa đi. Thức dậy làm gì. Thức dậy thức dậy thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tập bay. Bay cao 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 cao. Chạy 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 đi xa. Mày thúi quá. Wow quá. Chắc mẹ con ngon mà. Chứng ủng chứ. Chạy chạy. Sáng đọc gáp túi đậu bậu kìa. Biết bọt kìa. Trời ơi. Cái gì vậy? Bóc cái kè giặt mè le trời chạy. Tự cánh nha. Tắt hở luôn, tắt hở luôn rồi. Ờ nói chung thì ông bên đây nè. Cũng mời tất cả các bạn cùng thức dậy với mấy anh em. Trời ơi. Cậu ông có lọt dữ quá. Mẹ nó ngủ hơn. Khổng với quyền với ngoại á. Cái biển nào nấy như cái hầm bô vậy. Sáng bít bót, bít nồi chút bót luôn á. Thôi mời tất cả các bạn cùng thức dậy với mấy anh em mình để chinh chiến ngày thứ tư cũng như là ngày cuối cùng của chiến sinh tồn lần này nha các bạn. Thì anh em mình thức dậy để dẫn tất cả các bạn cùng đi cuốn những cái cần câu cẩm cá của anh em mình coi có thành quả như thế nào nha các bạn, để anh em mình còn làm bữa cơm sáng nha. Nếu mà không có là bón luôn nha các bạn. Mà thật sự thì sáng người ta thả dịch quá trời, dịch nhiều nha, nó quậy không biết mà còn cá còn mắm không nữa, hay là có dính con cá xong lại nó ăn luôn con cá không chừng, con dịch nó ăn con cá không tiêu luôn. Mà dính con dịch trong đầu thơm nữa. Thơm bơ trứng vậy, trả lại người ta không lấy đâu. Trả lại lòng đậu trứng, trả lông lại. Hình này mình can mình lụm trứng nữa nè. Có trứng mà lấy cho mày ăn để đi. Không trứng ăn cho đủ trứng với ông nữa. Thôi mời tất cả các bạn cùng thức dậy với mấy anh em mình để chinh chiến ngày thứ tư và ngày cuối cùng nha tất cả các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng đi cuốn những cái cần câu nha bạn. Coi có dính cái gì để anh em mình làm cơm sáng nha các bạn. Có. Thấy hiu quá. Có dính chảo con quẹt. Dính lưỡi câu. Có dính mấy cái rô đó. Rồi, con nhái là đem về khô hạt luôn hả? Đây. Ngon nha bạn, con này con nhái là anh em về khô luôn. Cô béo ơi, cứ thử nè. Còn túi xanh luôn trời. Ủa, còn nhảy luôn. Sống luôn hả? Vậy thả luôn đi. Để luôn. Sống đã luôn, chịu dính đâu. Rồi, ok. Muốn đẩy đẩy nè. Muốn thiếp thì chịu à. Nè. Rồi, con nhái đó. Cô queo rồi. Đang nhảy hít hớp luôn kìa. Chết rồi. Chết queo. Cô gan luôn. Cô quéo luôn. Không cần. Rồi, hiểu nữa rồi. Bữa nay có hai cô quẹt thiệt luôn, chứ không cái lưng trời. Cô quẹt gì? Cô mới chắc cái cô chỉ chạy. Ừ, còn có cô không sợ gì? Ừ thế. Ờ hết màu luôn. Hết màu rồi. Ủa sao dế nhát mà hết màu trời. Nhát sao ra hết màu ra. Dịch kìa. Ờ lồng dịch. Ờ đi kiếm được kiếm lồng dịch. Ờ có dịch nằm nha bạn. Anh em mình đi có lồng được kiếm lồng dịch nè bạn. Có lồng dịch nữa còn giàu luôn. Trời tôi tưởng ông nói đi cắm cá mà có dịch ăn chứ. Kiếm dịch hả? Lồng dịch lồng dịch lồng dịch. Biết không được. Rồi con này nhảy hơn tầm hôn nữa đậu. Không tầm hôn đẹp. Dạ. Đẹp dữ rồi à. Thì dịch lấy lượng cầu nó dịch lên đây. Có được không? Có dịch được không? Dịch nó chảy con này chảy. Dịch ăn á. Cái lưỡi câu nó quấn lên đi sao dịch ăn mà nó quấn mình trên cây được? Nói vậy. Hả quấn lên đâu? Ôi sảy ông ơi. Sảy rồi. Một chút mà có cái cần câu dính luôn. Ê sao mà có cái cần câu nó dính con dịch tôi cười ị luôn. Này cái câu quá quấn quấn lên nó rút luôn hả?
á đùi trời. Cái này hết rồi. Lâu rồi mầm cũng còn ngon trời. Nó bẻ trời. Để cho ông ăn hả? Để ăn hả? Thiếu được phải. Chặt lắc. Dính. Rồi dính cái lưỡi câu lên trời trời luôn rồi. Dính lên trời á. Không, không có táp văng lên nè. Táp vụ có không có táp á. Là cái lưỡi câu nó văng lên đây nè. Chứ dễ gì mà lưỡi câu mà nó văng lên trên cây gáo được. Táp á. Lưỡi câu này không nhảy. Bởi văng con nhái tiêu nè. Trời ơi dính cỏ gác không luôn nè. Rồi là táp rồi. Ủa, rồi bữa nay chắc có khu quẹt thiệt luôn chứ không. Toàn toàn rồi. Cá lươn đâu trời. Rồi hủ mấy cái gô biết mà. Rồi có để dành mấy cái gôi con mà to luôn rồi. Tại tối siêu hết luôn rồi to. Siêu hết sắp bật lờ nữa. Ủa có chảy nữa trời. Không chảy. Ờ mình cơ gọi muốn luôn kìa. Còn nhái hình. Đi đâu anh. Rồi sáng nay anh em mình thấy hiểu số phận của bà Mặn luôn. Cái hiu quạnh mình tay với ta. Rồi, tới công chuyện rồi. Ta nó rồi. Em. Hả? Gì thất bại vậy? Thất bại là cái chắc điều luôn rồi. Mẹ gỡ cái đầu không? Trong môi sắc sắc mấy cái gì người ta rồi. Dò cái lần này cái lử đâu đẹp gái vậy hả? Tao chim vượt qua. Có tiêu lưỡi luôn. Rồi chảy lưỡi luôn. Đẹp gái luôn. Đẹp trai chứ hả? Cầm câu thấy thèm lắm. Cần tử nha lại càng này của người. Cũng gọi là cần tử nha nè, cầm câu không có lử. Con lử luôn ấy thèm. Dạ ơi. Lúc lên lấy cây luôn. Dạ. Có tiêu lưỡi luôn. Ôi. Rồi cái này sảy nha bạn. Cái này là do cái người ta tóm câu nó không chặt nè. Bị sảy ra thì nó vụt. Đứt luôn ấy. Vụt lử. Rồi hiểu luôn đó. Anh đã hiểu tình em nữa. Rồi gió đi. Thèm chứ hả? Nhái gì nó khô. Thù lùi luôn hả? Nhái nó khô kìa. Này khô luôn rồi. Con sống luôn. Không rồi. Không để luôn. Con rồi không ơi. Sống rồi không? Chiều mình có gì biết đâu Phật rất chiều xong. Khô tôi em ơi. Nhái hành nó khô luôn kìa. Tụi con vàng nè. Con nhái. Rồi sáng nay tắc ké hay luôn có đợi rồi. Thì hôm mà khai trưa đi nó mà trời. Hôm là chuyện hôm. Cũng không sáng đi luôn. Dạ vậy. Rồi xong luôn, tình hình là gắt tình hình luôn rồi. Rồi. Còn mày sống không? Sống không? Chắc sống quá. Ừ, để lại. Cá là căn nhà thấy trời. Con cần giống có đẹp. Gì mà cần câu hắn băng quấn cỏ rồi quen. Chú nó đúng. Gì trời? Hắn băng kìa. Con cỏ. Còn ngon lắm nha. Đậu không có cứng nhất kìa trời. Ơi, có cá anh em. Có không? Có không? Đây đây nằm trắng phiếu nè, trời chết quen rồi, đẹp gái hả? Có cá đâu? Có con cá. Đâu đâu, tôi không thấy vậy nè. Đậu phiếu nè, nè. Đơ luôn rồi hôm nay. Ủa có bự luôn. Quá trời to luôn kìa. Chắc thú quắc luôn quên. Trời ơi quắn lên vậy. Trời ơi giống trời như con chồng muốn hiu rồi trời. Thú gụm luôn. Vậy là chắc tối rồi. Thử ông sạm. Ôi chết ngắt luôn, thích thèm nha. Bởi gì? Hồi cấp 3 giờ sáng nó kêu thăm, 3 giờ sáng không thăm. Giống là đùi. 3 giờ sáng thăm đẹp gái vậy. Ồ chết queo. Còn được không? Còn được. Chưa mà chưa cứng được không? Đâu rồi rồi. Còn được không? Còn im lắm. Đúng không? Chưa còn im lắm. Thôi bỏ đi mọi ơi. Bỏ thèm. Dạ. Ok. Thôi này muối chiên ăn cũng được. Đủ không có hơn không mấy ông anh đâu. Bỏ đi. Bỏ đi. Tao bỏ thèm. Mày giống ba bỏ nữa rồi. Bỏ túi mày nè. Đâu không. Bỏ đi, bỏ đi. Thôi còn ơi bạn cá lóc nó chết nhưng mà còn yếu nha. Đây. Thì gần nó chết. Nhưng mà nó mới có thẩm thẩm mà. Có thể muối chiên ăn được nha bạn. Cá lóc bự luôn chứ bộ. Cá bự. Quá lửa con trời. Nè ném. Đây. Ừ uống. Nhưng mà có đỡ không có. Uổng gì nó uổng có màu rồi. Còn bò hay gì húi nhẹ hả? Siêu. Anh em ơi. Chính hả? Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Ờ cái lóc vừa vừa. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi, ta cùng lên. Phất 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 phất. Sống lại luôn kìa. Ủa. Ủa. Lại đi, lại đi. Đây, sống lại, sống lại. Quá ngon luôn, quá tuyệt vời luôn. Ủa. Ủa. Đây, được em nha bạn. Ai ai ai, ông nhớ cái cây nào? Tôi cắm chứ ai? Biết của ai không? Tả lại tôi cho ai đâu đây đừng con nữa nha bạn im trời đúng không đừng táp nhảy văng ở đây luôn rồi nè tía con nè đây này con nè 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 tía ông nè được hai con nha bạn im cổ tiếp tục nha bạn ngon nè sao sao văng lên cao vậy đứt luôn nè đứt nữa vậy rồi cái này bự rồi nha rồi to nữa đâu bỗng táp văng đã đứt dây luôn rồi cái này bự quá trời quá trường luôn nè. Đứt luôn.
dây này nó cứng không mà đứt quậy nè. Cá là bự à. Ở xe trời. Cá là bự lắm. Xe bự luôn như vậy vừa không. Anh thằng ơi, con câu đẹp vậy? Hai con ơi. Rồi bắn hai con rồi. Ô buồn hết chứ. Hồi sáng nay vô mánh luôn trời. Thôi đứt lử rồi nha bạn, xảy rồi nha. Thôi lên đường tiếp nha. Chơi luôn nha. Trước mặt nè. Đây nè. Không có. Đấy lắm chết rồi. Chết lắm queo rồi. Biết queo rồi. Xinh luôn. Xinh luôn rồi. Ăn giá còn nữa con à. Còn ngon lắm chứ. Từ nay tối tôi cắm không ta? Đúng. Ừ. Kèo rồi. Thôi cá chiên nữa rồi. Quá wow, ẻm mà ẻm mà ẻm. Nó xe dây kỳ kỳ á. Xe không dây đẹp ghê à. Nó nha. Cái lóc nó chơi khỏe gù quá. Giống như hắc bím luôn nè. Ừ, dành dành. Xin rồi. Xin ơi, này chiên. Mà chứ còn ngon được. Xin chưa? Còn được. Muốn chiên là ngon à. Ngon hả? Ngon đây sao rồi? Xong luôn. Hết rồi. Bỏ mất tiêu nhái luôn. Đẹp ghê nha. Quá đã rồi. Tiền cái luôn. Ngon lành, ngon lành. Thôi lụm công xích luôn. Xích không phải luôn. Xích vô người ta xích vô cây là không chịu. Đây coi chừng cái này ta xích vô cái xuồng cây xong ta gỡ cái xuồng chạm mất tiêu. Không 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 không. Trời ơi, muốn dữ vậy nữa. Rồi rồi, ghé nữa nè. Y gan thiệt con trời. Đây anh em mình thu thập thêm một con nữa nha bạn. Chứ con cá chết nãy nữa là được 3 con rồi nha. Vậy là còn lại cần cuối cùng. Anh em mình đi lại cần cuối cùng coi nó như thế nào nha các bạn. Sao sao hết. Cuối cùng rồi còn sống luôn vẫn bình thường con gái còn y thinh luôn rồi để nó luôn rồi hết câu luôn rồi nha bạn. Thì thành quả của anh em mình được 3 con nha, 2 con chết và 1 con còn sống nha bạn. Thì anh em mình còn lại mới cái gô câu hôm qua nữa, thì 3 con cá lóc thì 5 anh em mình ăn đủ rồi. Cá gô thì anh em mình sẽ chừa lại để chiều nay anh em mình sẽ đi câu một cặp nữa để kiếm bữa ăn chiều nha bạn. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng về trò để dùng cơm sáng với mấy anh em mình nha. A few moments later. Thì anh em mình cũng đi cuốn câu xong các bạn. Giờ anh em mình sẽ hái một mớ đọt nhãn lồng nha. Đây là nhãn lồng nha bạn. Chim quyên mà ăn cái nhãn lồng. Quen chậu quay. Ngon bánh. Rồi. Trời ơi. Đậu không tài hèn chứ. Trời đậu. Này nó bị bệnh tẩy gì vậy. Chim quyên. Hái tập một đám đậu rồi bị lớn đi. Về thải dục chơi rồi. Quá ngon. Vô hả? Con đậu hả? Vậy anh bên thấy nữa. Ô. Vàng đây nói với con vàng. Chim quyên nữa. Chứ. Sao tao chim quyên luôn á. Chưa chơi hết bài nữa mà. Quay lâu quay đi nhìn mày kiếm sâu hay vậy? Để ăn tao lắm. Nè, thấy cái bó đậu hả? Hái một bó đẩy ra nét kia luôn không? Đúng luôn. Dữ trời, bó cho nó non không? Ừ, dữ trời quay bụi này hết rồi, bụi này hết đọt mày lại bụi kia đọt lắm luôn, đọt mà tới nổi mà nó non mà tới nổi mà nó có lông luôn. Nút cơm tèm đây hay nhân động như gì nút cơm ở đây có thôi, đây được vài đọt nó đủ không ơi. Hái gì trời, vài đọt nó đủ rồi hả? Nhân lồng này, nhân lồng thấy không không nè, này hái nhân lồng ăn này mới ngon hả? Đậu gì mới ngon chứ. Cái đọt hái đậu bọng hái đậu nào bao nhiêu này thôi chút vậy cũng lặt lại hả? Lạc chi, ta hái gì không, lấy cái ông nhấp ngang gì không ngon được. Dạ cộng cũng lấy mà gì này, bắt cao đâu không ngon rồi. Dễ cầm. Yêu đuối vậy chứ. Ôi, yêu đuối vậy, mới hái nhân lồng. Ủa nè, đây một đống luôn nè, đi đâu trời. Đâu. Đây nè, mới nhiều nè. Gì vậy, gì vậy? Đi đây, nhanh lồng. Đây đồ một đống luôn, đây đâu lắm. Đồ lồng nào nè. Ngắt không miếng miêu nè. Ôi, bóng xà bàn nhập ổng nữa rồi các bạn ơi. Bóng xà bàn thèm. Là mỗi lòng như điện luôn. Nói vậy nè. Nè, nhẫn lòng nè. Nhẫn lòng nè. Lòng lòng nè, cầm. Ăn ké luôn quá. Bóng luôn quá. Nè, hái đồng. Ở đây nhóc lên chạy. Hái đồng phải chịu lên nè. Có lòng qua lên bây giờ nha anh em. Chú đây có ổng mới chích là đều hết chứ có chích mình tao đâu mà lo. Cách xa 3 mét là ngon nhất. Còn này hái đồng đi đâu xuống lưng không trời. Đợi ta trời. Đợi đây nè. Kìa trên đó kìa vậy. Đó. Đó con đọt đó đó. Đâu? Ở trên đó. Rồi bu chắc nữa. Chỉ đâu có nhìn kỹ kỹ. Ờ đây cái đá nhà lồng bự lắm. Rồi hái lồng thôi. Hái đã mình ơi đông ra hái đã. Trời đi hái hái chung chứ mình có hái thèm nha. À hái mình tao có gì đâu vui. Hái đông đông vui sao má lắm. Chiên lồng chính ăn này. Nè. Không phượt phượt nè. Phượt nè, phượt thủ nè. Phượt thủ nè. Phượt thủ nè. Nè. Phượt thủ nè. Phượt sống thủ nè. Rồi phượt thủ rồi. Kiếm hả? Đây, 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 nó mới bự nhiều. Bự nhiều. Đây, phụ thủ nè. Đây, miếng thư nhiều hả? Trời, trời, trời. Nè. Trời, nhãn lồng nè, cô vàng khoáng nè. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, mày tóm rồi. Rồi, nhãn lồng nè, ngon rồi. Vàng, hái lồng vàng. Mày hái con bú. Rồi, tôi nhớ rồi, dễ ăn tôi lắm. Rồi, hái lồng lồng thôi. Quá trời ngon luôn, cái đó ăn rồi nè. Đọt hết sảy con quẩy luôn. Ăn tới chỉ luôn trời. Lấy cầm đi vàng. Nè. Con lồng ngon mèo đúng không? Đó.
đâu đây đó. Đâu lòng đó à, béo kìa ha. Ừ. Đây là nhóc chưa nè. Nút cơm thèm chưa đâu lòng xong nữa mà nút cơm. Một lòng thấy lòng xong rồi về luôn thôi. Mày có biết nấu cơm mày nấu cái ngạc mày ơi. Nấu còn ăn luôn á. Mày nấu rồi mày ăn mình luôn á. Sao mày không biết nấu mà. Hết sâu rồi này, có nọt nó sâu đó. Có sâu không mà cũng sợ cái đẹp ghê vậy. Ừ. Nói chung vui bú. Này trời. Đâu hát được mấy đầu rồi. Tôi cần thức không? Cần thức thằng này giống bú vậy trời. Thằng này giống nội vậy mày coi con đâu đâu. Không qua nó hát trơn luôn. Hết rồi. Đây đừng đọt luôn. Ừ đây đừng đọt luôn. Này giống bú vậy trời. Đi đâu lại đi. Đi đi. Không mày sao tao đi. Không sao không đi. Có mày tao mới đi được. Ờ thôi tao đi luôn mày. Ờ, đó. Ngồi đó sâu cắn mày dán kiểu nha. Rồi đó hồi sâu cắn mày đừng kêu cứu nha. Bún mày hồi đừng kêu cứu nha. Ồ không nãy giờ mình làm con sâu mình hù nó luôn chứ đâu. Ồ. Thấy không? Thấy rồi. Nút đầu nè. Đầu nó. Đầu nó. Đầu nó. Xung phong lên đâu. Từ từ từ. Ai qua đây canh chừng bên đây nè. Chạy 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 không sợ chạy ơi. Dậy. Chạy rồi. Cái bác luôn rồi. Con kia rồi. Cái này ốc cây đọt nè. Ú không có đọt. Lọt nhiều lắm nè. Ngoài cái bác thì ba nhãn đọt kìa. Chị cái chứ nó dốc gì chạy đâu những lòng tư tư không bú chắc nữa rồi. Vậy mày mày hái lại được nhiêu rồi bú? Được xong lại hái chung. Cơm mà giống bú chất bà như này nhiều cơm cũng ít đủ nữa rồi. Rồi hai ngàn đồng ơi, ai làm gì làm. Hai ngàn đồng ơi. Tôi đi tốt cho bụng quá bà đã chụp thôi. Hai ngàn đồng này thôi, có gì đâu. Đúng rồi. Ừ. Bữa tối ngàn đồng này thôi. Mày á đủ trời là hai lòng chung với em đi thằng bú. Trời ơi, hai là cơ mình bắt này thôi. Hai ngắt luôn cái hèm chứ kéo nguyên dây xuống còn cái đọt. À, các bạn ơi thì anh em mình cũng ra tới chòi thằng yêu của anh em nha bạn. Anh em mình đang nấu cơm nha. Thì bên đây mình sẽ ướp ba con cá lóc của anh em mình nha bạn. Đây mình đã xẻ ra giống như là xẻ khô bạn. Đây. Trời ba lửa con cá lóc giờ là không còn cá lóc nha, giống như cá đuối nha. Biết rồi không? Mình xẻ ba con y như nhau bạn. Để mình sẽ ướp muối ớt mình một hồi chiên nha. Đây. Làm giùm hở gì vậy? Giùm ớt các bạn. Dắt lên đúng không? Tao khỏe. Ê. Bỏ vô hết đi. Cái à, bỏ hết luôn không? Hết. Bỏ hết. Cho nó mặn vô ăn đúng không? Ok. Hết đi. Bỏ rồi mày. Ừ, con nữa thôi. Nhiều lắm nha. Rồi, rồi. Ừ. Đây mình sẽ ớt muối ớt nha bạn. Đây. Dằn miếng nước mắm cho thơm. Đủ. Này phi với trời. Đủ canh nước ướp cá là phải vậy. Phải không? Ừ, dằn miếng nước mắm cho nó thơm. Thiệt không á? Thiệt uy tín luôn á. Không lùng cái gì nữa tay với trời. Miếng mà nha. Một giọt thôi nha. Nhiều hả? Trời ơi! Rồi rồi. Cái này người ta nói là hồi tới cản nổi. Đúng mặn rồi đó. Đúng mặn rồi đó. Chút nó mặn lòi cái này. Đúng mặn luôn. Thôi chiên liền mà. Chút nữa có 10 lóng nữa mà chiên rồi nó không mặn mấy đâu. Chăm một tiếng liền thôi. Chăm phút anh chị. Đây bây giờ mình sẽ ốp ba con cá này để hồi mình sẽ chiên cho nó ngon nha ba. Đó, còn trên chặng lòng anh em mình hái được gần đầy gỗ nha. Tôi hái không ai hái. Đúng rồi, mày bú con hộp mày đi ra hơn nhận lòng nha. Đại nãy mày có hái cộng nào đâu. Không có hái cỏ luôn nữa. Thôi cô vàng nãy giờ vác cái giò lên đầu nó nãy giờ hái dữ lắm. Hái vô nhé. Ồ lại luôn. Thôi bây giờ mày để đây cho nó thấm đây nha bạn. Đây thì cơm chín nha bạn. Giờ mình sẽ tới công đoạn là luộc rau nha. Đây nước sôi mình sẽ cho vô miếng muối nha bạn. Giờ mấy anh em mình ngủ đi nào nấu chín nấu kêu. Ừ đúng rồi anh em nói hợp lý đó. Hợp lý đó ngủ giấc đi. Thường nói. Ngủ sao được, ngủ sôi sôi cái bụng nè. Mát đây đọt nhãn lồng nha bạn. Tươi xanh luôn. Vô. Lấy dĩa luôn. Thì bây giờ tôi hái cũng nhiều như trời. Mày không hái cọng nào nha, hồi không có gấp nha fan. Ủa cọng hái nhiều dữ ta. Ủa cọng nãy giờ mà đi đâu khơi 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 không. Ủa tái một nắm luôn nữa. Đúng rồi. Được rồi. Ngon không? Trời trời gió nạp cháy cái giò luôn rồi, thấy thèm nha. Ờ chính rồi. Không rồi đâu rồi, 30 xe. Rồi làm giò gắt bếp luôn á. Ủa không có nạp ghé tại thôi giò gắt bếp thiệt quá. Trời không chân giò quay mà quay bếp. Ủa xanh lè nha bạn. Đây nè có con nhện này nó mới chết chứ nó chưa chết lâu mấy. Đưa qua bên ăn kìa. Thấy không? Tha nó bạn đi. Rồi ngọt cay luôn. Ủa uống trời. Ủa ba cổng. Con sâu nó nằm trong á. Con sâu luôn nhai đầu con. Ủa đồng yên lòng xanh tươi mà.
luộc các bạn cỏ muối vô cái là đột cái lòng xanh gỡ luôn nè. Quá tuyệt vời, đột cái lòng này ăn chỉ mất ngủ hay nha các bạn mà bị mất ngủ khó ngủ cứ ngày nào các bạn cứ ăn đột cái lòng cho nó. Đâu không gió gió này hiu hiu mà vô ngủ chứ. Tại sao không không mở bùi vàng thấy vô nữa? Tại vì ống vàng ăn nó hợp, nó hợp với đột cái lòng lắm, đừng ăn dở lắm. Ăn tại nó hợp phải không? Hợp gu lắm á. Quá hợp luôn. Thôi bây giờ nó chín nha bạn, giờ mình sẽ gấp ra nha. Cái đợi hồi nữa nó mềm mèo không ngon nha bạn. Dắt nước đi phèn. Rồi. Mưa rơi từng đêm. Nước đi, lấy tay dắt nước cho nó khô trời. Thì thèm vậy. Nước nó bộ ổn lắm nè, để chút qua lại hấp. Còn một cọng cũng ha, không sao, dắt luôn. Sao ha được. Ngon thì cô nhé luôn. Hai chảy nước miếng ở đây một miếng à. Còn mình chắc ra. Thôi bỏ hai cọng đi mày. Đủ sao bỏ được. Sao ngon vô cuối cùng. Rồi bây giờ mình đổ cái nước này bỏ để mình bắt đầu chiên cá luôn nha bạn. Đây dầu sôi mình sẽ cho tỏi vô đầu chiên cá nha bạn. Rồi sôi cho chừng lửa mỏng nha. Anh em mình lại ngủ tiếp. Rồi thơm luôn rồi. Vô lẹ nha bạn để cái tỏi khác. Vô giống đầu bếp nước ngoài với mẹ. Ừ. Được ba cái lóc được gỡ trời. Đâu cũng giàu đó, giàu. Cũng nhiều cái bộ. Nó giàu. Giàu vị trí mày. Rồi ngon lành nha bạn. Ở bữa kiên thì quá đã luôn rồi. Còn cái cháy rồi. Còn gì mới kêu trời. Lẩu bộ con em này. Con tử con dưới trời. Con bao tử kêu đậu quá quá đù vậy. Thôi bây giờ các bạn chờ anh em mình chiên cá nha bạn. Ngon lắm. Đây bây giờ cá chiên của mình nó đã chín hết con bự nha bạn. Trời ơi, rồi rớt con cấp. Được rồi, luôn nè. Đẳng cấp rồi. Trời ơi, trời nó đẹp tuyệt vời luôn. Bà đào, bà đào. Nguyên vàng tôm tôm không? Còn hai con này để mình chăm lo cho nó chút nữa cho nó ngon nha bạn. À, các bạn thì anh em mình cũng vừa cúng cơm cho ông bà đất đai xong nha bạn. Bây giờ anh em mình mời tất cả các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em mình nha. Nấu tiếng sáng vậy cho nó sang chứ cũng xế luôn nha bạn, không còn sáng nữa. Quá sáng rồi. Sáng rồi. Quá sáng rồi các bạn ơi. Mời tất cả các bạn nha. Anh em mình ăn đạm bạc nha bạn là rau luộc với cá lóc ốp ớt chiên nha. Ủa cá lóc chiên mà đạm bạc. Lóc có ăn mình chiên cái này nè. Đạm nè, đầy chất đạm đúng không? Còn cái này là đầy chất bạc. Chất bạc. Bạc tay đúng không? Nhiều quá, bạc tay. Thôi mời tất cả bạn nha. Để mình xỉa gần miếng anh em mình. Quý cái đậu cho giòn đi tí. Mình xé ra anh em mình cùng ăn chứ, ăn cái đậu thèm. Nhìn nè. Giống như khô vậy thôi. Ừ, ta cắt nhỏ ràng, ta chiên khẩu xé. Thôi vậy đi cho nó ngon. Đúng không? Đây mời tất cả bạn miếng cá lóc bủng muối chiên nha. Vô nha bạn. Cá bóc. Cố nó nói cái gì cá lóc ẩm. Vô 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 nó hổng thiệt mà ngon lắm bạn. Ngon chứ. Cây luôn các bạn. Đừng sợ luôn á. Vô vô cái ơi. Đừng chạy. Vô đùi cái ơi. Mời các bạn nha. Ngon chạy. Là miệng ngon. Cá mà chiên kỹ chân yếu yếu đuối gì trời. Không không không. Dạ, gặn ruộng bụng cái là bón luôn. Cầm rồi, gấp liền. Chứ ngồi heo mấy ông nói mình nọ nữa. Tại chứ ngủ đi. Ừ, nhà Quyên cái gấp liền. Trời ơi, giống mấy ba gã vậy. Mời cả bạn nha. Cá bụng mà, chết mà. Ngon nha. Ừ, hôm ẩm ẩm vậy mới được. Ẩm ẩm ngon á. Trời, mấy người gà quá ăn vậy mới phải. Ẩm ẩm gạo đi anh em. Làm cái hí đi. Không có hái đâu mà ăn trời. Đúng rồi, tao không hái cọng nào. Mời bạn nha bạn. Mời bạn nha. Không hái mà ăn. Đúng rồi. Không làm mà được, có ăn chứ có ăn không ký. Các bạn mới đầu nhân lòng nha. Cái này ngủ được tích luôn á trời. Ghê hả? Ừ. Sao mày sợ sâu mà con sâu ở đây là con lòng mày không sợ? Đâu. Mời bạn vô con sâu được con lòng nha. Sợ nè. Sợ. Ngon. Không sợ. Mà búng cái cuốn họng mình nè con. Sẽ có một ngày. Không sợ. Mày thằng cha tao kẻ về thăm. Có được. Có được. Nó nói là sẽ có một ngày ở ngoài thành ca, thằng ca thấy vậy không? Ăn nam ăn mạnh lên em ơi, còn nhiều nhá. Ăn còn bao ngon trời.
cho bạn nha. Còn mặn rẻ mà nó còn gắm nước mắm hết trời. Trời tôi ăn mặn đấy ngọt em hả? Có đường không? Mày tiểu đường. Nó ăn mặn tiểu ngọt ngay đó. Ăn mặn đi, nữa uống đường nhiều vô chút hoài. Cái mù lẩu mà. Nó bị tiểu đường. Đây mời bạn miếng nha, cá lóc chiên vàng hè hai bờ nha bạn. Ngọt em miếng đó đó. Miếng này phải không? Ừ. Hủy chín không? Dạ không. Hồi nãy đâu anh em không được. Ngọt không? Dễ gấp dạ không? Em chín, em chín rồi. Mời các bạn nha, ông Lùng ở cái ông nhai nổi nha bạn. Trời ơi. Cô má, cô má. Đây còn cái con má nè. Nè lụm cái con má luôn nè. Mời các bạn cái con má này. Rồi tan luôn. Còn tan luôn, chấm mắm ớt rau luôn nha. Ăn vô cho nó ngủ ngon chút anh. Ăn vô cho nó hậu đi bộ ngủ luôn á. Nó lòng ơi. Ngày luôn con thù. Giúp đỡ ra. Mời các bạn không? Giúp đỡ em. Bạn miếng ớt. Không có cơm mà không có ớt kiểm nổi. Đủ. Giống bà nhảy vậy ta. Rồi, vô xì luôn. Mấy bạn nha. Chiên gì vừa tới ngon chứ không nạm. Tới ngon. Vừa nạm chiên giá bộ chiên không tới hả? Giá bộ hả? Ngon hả? Vừa nạm làm cơm không ngon. Trời ơi. Này giống nước mèo quá trời. Chén chưa lưng là... Nè nước mèo quá vậy? Cái quay nồi. Có nhắc cái vậy? Còn quay bay. Ủa, ổng á. Mạng yếu rồi. Cảm ơn. Rồi ngửi miếng nước cốt coi. Trời ơi, thấy em có cá mặn không ăn nước mắm mà ăn thấy em á. Có cá cơm. Ăn cá tươi đi. Có còn cá tươi không? Ừ. 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 Cái bụng cũng ngon. Đây mời bạn miếng nha. Cái này mau đi làm cá này ăn không phải dễ đâu. Trời ơi trời. Tối qua đêm nhậu không ăn đá nhẹ. Nhưng mà không ra nó phèn rồi. Nhấn thịt ta đem chân ngon hơn. Mời các bạn nha. Ngon. Tự nhiên lẩu thấy mà tao thấy toàn là gấu ghia không trời. Cho mình ngon. Mấy bạn miếng nha, cái lòng luộc nha. Chị mất ngủ nha bạn, hay lắm á. Cho mình tổn luôn à. Ok 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 ok. Ok. Cho nó có chắc ba gạo này kia, cho nó nhảy nhót này kia, nó bay lên trời luôn. Mời bạn nha, sung sức quá đã. Ê, Phan ăn đó mà chừng nữa là về Phan ngủ là bụng vợ bụng nha. Không chắc buồn không phải lắm á. Bước dù vậy nhồi lắm á. Nhồi hả? Vô các bạn. Ghê vậy, vô liền như trời. Nghe cái lóc bự ha. Nghe lóc nhẹ dạ không hết luôn. Mời các bạn nha. Nằm cái hai cái lóc nhỏ, cái lóc kia bự nhẹ hả? Ừ. Ba ăn con nãy giờ chưa hết rồi. Ừ. Bốn ăn luôn trời. Ủa bốn ăn chứ. Vui luôn. Quá đã. Mày không ăn cái gì vậy? Ừ. Bốn ăn hả? Nãy giờ không có ăn đâu. Không à hả? Ừ. Ông cũng nọc cái phải bự luôn. Lầm vào nữa rồi. Vô đọc lầm ơi, mời các bạn nha. Ê, nãy em bỏ muối cái này xíu ớt hí 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 trời vô ăn. Hí em ăn ớt vậy hí. Vừa ăn dữ rồi trời. Ăn con mắt tay dữ vậy. Mắt tay lắm. Mắt tay quay miệng hỏi không gì. Mắt tay là mắt cá. Làm miếng dụng dần hả? Ừ, vừa ngon nha. Làm miếng dần dụng coi. Không ngờ cái lóc mà mũ ớt mà chiên bụng bụng ngon quả chữ trời. Muốn yeah. Sành vô nữa. Dạ thưa anh em. Đã không chữa ngọt lên luôn. Quắc rồi. Trời cái ruột nó ăn nó chắc là đậu qua giặt mà luôn quá. Đi đâu có chuyện nhắn động không sao. Không có ruột quắc rồi không hả đâu. Đâu có vàng động rồi Phật luôn. Tại dụng thú quá nên ăn không có nhậu. Đắng luôn. Ngon bạn mời bạn nha. Thôi làm cái bàn tay cá rồi. Cái bắp nè. Con cá mà chết các bạn để qua đêm xong về các bạn cứ để rủi sình cho nó sinh lên thêm một lúc nữa nó phin lên luôn ha quý vị các bạn ha. Mặn sạch sẽ xong mà bỏ nước gươm vô ha, bỏ hành, bỏ củ hành tím vô gạt chân lên thôi đổ à ngon thèm luôn đổ 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 cho miệng á ngon thì quay chữ luôn á ba gọi không ba gọi cũng ngon nữa con cá không cũng ngon nữa chân với ba gọi chân với ba chấm thịt bò chân chiến nạm ở trong thì các bạn thì cơm sáng anh em mình ăn chỉ đơn giản với hai món vậy thôi nha bạn.
thì anh em mình sinh tồn thì săn bắt được bao nhiêu thì anh em mình ăn bấy nhiêu nha. Thì ngày hôm nay nữa thì thêm đêm nay nữa là hết hạn sinh tồn, anh em mình về bắt đầu ăn cho hoành tráng nha bạn. Và bây giờ anh em mình xin gác máy chút xíu để cho quay phim nó vô ăn chung với anh em mình nha. Các bạn đừng về màn hình và đừng chiến kênh, anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ đã xế chiều nha bạn, thì anh em mình sẽ đi câu cá nha. Thì đây là cái số cá anh em mình câu hôm qua, giọng là nó còn sống được mấy con, chết hết mấy con nha bạn. Đó, chiều nay anh em mình kiếm mớ nữa để ăn bữa cơm chiều nay nha bạn. Bây giờ mình sẽ đào một mớ trục để anh em mình đi câu cá nha. Con gì đây, hồi lùi nó có mỏ nè. Đào sao lâm lụng trời ơi. Lạp. Đào giống bị chỉ chậm trời. Quá nó chạy có tiêu chân á. Đây đây. Đào cái thèm á, đào gì mua ngủ luôn rồi chứ không nổi. Đào đâu anh? Đập đây rồi. Đập lấy rồi, ổn luôn cái. Trời ơi, giống quỷ trời. Cũng bóc được á. Nó đào cái xôm xôm lên để cho anh em bóc hốt luôn. Giống quỷ sứ hay gì. Trời đâu, không có con trùng hết chân trời. Trốn hết rồi, biết ông đạo trốn hết rồi. Đất này cứng. Đất này không có, đất này không có. Cái đuôi heo này. Không sao đâu, không sao đâu. Đất này không có à, xíu trong đây xíu. Ừ. Nè, tôi chảy dấu cho ông đạo là có liền, đâu uy tín luôn á. Trong đây nè. Đạo cũng đất nè. Đạo tầm 7 tầm 7. Ồ, đất sét luôn rồi. Ché sắt hả trời. Rồi cái lỗ qua kìa. Đây nè, nè. Rồi. Rớt rồi. Rồi lên giả luôn. Rớt rồi. Giống ngồi lên giả. Ghé như tôi ăn. Trời ơi. Đây nè. Đây nè. Nè con này là cái gì? Nó sủi một cái mà ông nè, nó rút lên con nè. Chặn đầu nó nè. Nó to con trường của tao nè. Trong cục này nè. Kẹt không? Để nó rút vô hả? Này nè. Có kẹt không? Quy tính, quy tính. Kẹt. Đâu? Đó. Bẻ con này ra vậy. Rồi gít nó kìa của ông nữa rồi. Rồi gít thằng qua công dính đi chơi đẹp cái. Hay luôn rồi. Gít gì vậy? Gít nó tha nó bàn luôn rồi. Giống ăn câu nhảy đó, lội đơm cái hả? Bữa nay là câu là trao cúp luôn nha. Đọc dễ nè ông ta. Bắt đầu câu lại phải không? À, thấy không? Đó mình nói con nữa kìa ông ta. Ok. Đứt khúc. Dứt nữa đó nè. Con đó nãy giờ đúng không? Đây nè. Nè trong đây một giá không nè. Rồi được rồi. Giống ăn trong đây một tè ai vậy kìa. Ủ xăng. Giống mặt gà. Ôi. Phun lũ đạn nữa ông nội ơi. Có mới chịu à. Bật giáo nè. Ôi trời ơi. Thấy không? Được rồi. Dư sức rồi. Chưa đủ đâu. Nè hôm nay mà con làm cục nè. Chị hôm nay bật giá nè. Rồi đủ rồi. Được không? Dư sức. Đủ rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Nhớ lắm rồi. Không đào chịu sao hành nữa hả? Nè bật giá không nè. Trời ơi, vậy hả? Nghe ổ rồi. Đúng rồi. Đây nữa nè. Rồi bây giờ anh em mình sẽ câu cá nha bạn, để kiếm bữa ăn chiều nay nha. Bữa nay quyết định mình sẽ đoạt giải quán quân nha bạn. Hôm qua mình có một con, nhưng mà trạng dạng dính con được hai con. Bữa nay mình sẽ quyết định mình sẽ dính 7 con nha bạn. Tôi không con đâu à. Hôm qua có dính con nào đâu. Ờ tôi qua tôi dính con nào. Là ba mình là ba đều phải không? Hôm qua là này câu ít nhất nè. Xong tới mày rồi tới te, tao câu nhiều nhất. Mời tất cả bạn cùng đi câu cá với mấy anh em mình nha. Lấy luôn. Dính cái kẹp. Ừ, nó đang kẹp vào đó làm sao? Nó đang ngoe ngoe vô con cỏ. Còn hai cái nữa rồi đó. Đang có con cỏ luôn á. Đây anh em mình đi câu cá nha bạn. Đi ngang đây lượm được cái trứng vịt nha. Trứng vịt này là người ta kêu trứng vịt cốm nha bạn. Nó còn non á. Ngon á. Nè nó bị lủng luôn nè. Rồi kiến ăn lủng rồi. Mỏng giờ kiến ăn lủng nè. Cái vỏ nó mềm lắm. Bây giờ anh em đi quằn quằn kiếm lượm nữa nha bạn. Tại bà vịt trà bá lửa nó nằm đây nè. Con lý trời sống lại luôn rồi anh em ơi. Sống lại luôn rồi, chứ khỏi đi câu cá là bị ngục dịch luôn quá. Cái này ngon thì thôi nhé không sao. Ừ, quăng quăng thôi. Ôi, chạy. Đâu. Chai đủ, la dĩa hả? Chai hả? Đâu. Nè. Ủa, hai trứng luôn chứ non. Hai trứng non. Ủa. Ủa, trứng non chừng bảy à. Chừng bảy cho nó mềm sẩm đó nha. Đụng đi. Đụm đi. Nó mẹ mèo hả? Nhẹ tay, chở móp kìa. Chở móp nhẹ hả kìa. Nó chứ ngon mà. À chứ ngon ngon. Đây trứng này nó mềm mèo luôn nha bạn. Nè. Trứng non. Đó. Trứng này là trứng hồng vịt non nha. Đó, cái này nó móp sập cho trứng rắn nha trời. Móp cho trứng rắn gì vậy? Dữ tiệm nha. Móp giống như sụn không? Đó được 3 trứng nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm một vòng còn trứng nào nó không hút bật dài. Bữa nay anh em có màu luôn nè. Ngon rồi. 3 trứng vịt. Ngon cơm một bật dài chạy ngon cơm một nước luôn rồi. Ủa? Cái đó mang hả? Lấy luôn. Cái hay vàng cái gì mà. Cái đó mang.
kìa ông té. Giật giật giật. Dây. Lùi dính cái đó mà ăn. Cũng té ra dừng giật với nhau ông ta. Trời ơi đá không trùng rồi. Cái gì không cô? Mình đang câu cá ở đây. Mấy anh em đang câu khí ở kia các bạn. Mình giả bộ nói dính dính đang cho quay video. Ôi ông bà dính cá bự. Mấy em mới quay lại để mình giới thiệu với tất cả các bạn. Có một cái màn tròn rất là đã nha bạn. Tối nay là đêm sinh tồn cuối cùng nha. Anh em mình sẽ cho thằng cu te một vố nha bạn. Mình mới suy nghĩ rồi đây màn tròn. Tối nay mình tròn ma nó. Tròn ma. Đúng không? Tối nay mình chờ cho anh em ngủ hết trơn luôn. Còn mình cho cụ thể nó ngủ là ở trời sinh tồn đó mình. Anh em mình núp giả mai nhát nó ở coi nó phản ứng như thế nào các bạn. Được không? Okay, được đi không? Nói chung là tối nay là đêm sinh tồn cuối cùng. Hiện tại mấy anh em mình đang đi câu cá nha bạn. Mình câu này có dính con gì đâu. Mình giả bộ mình kêu quay phim đem máy lại chặt chữ có dính đâu. Để giới thiệu tất cả các bạn. Phía này mình sẽ cho cụ thể một vố. Để cho cái thế xong. Lên lên lên. Lên dính rồi dưới đây. Quay. Một chữ quay đậu. Bảo cái bự luôn trời. Thấy dây giật rồi. Lấy cái kia đậu. Cái gì vậy đang giới thiệu cho anh ta động khổng dính một cái cô thấy thèm vậy tới công chuyện gì vậy anh có một cái cho anh cô te này để gửi đến tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ đâu xem clip của nè mình nha. Bây giờ để ngồi nữa mình nhắn tin cho anh Lùng Dương Vàng biết các bạn cho anh đây để cho nó hợp tác cùng mình để hốt cho anh cô te một vố nha các bạn. Nhớ nha, đây dính con cái gù bạn đẹp gái vậy chị mà cũng dính luôn mới ghê chứ nè. Mày đem lặng đi. Ai tự nhiên có con gù thiệt là nó đâu có tin đâu. Đúng là ông trời giúp ta hay cái vậy đúng không? Đúng ông trời giúp ta trời. Ủa, không là tụi nó đâu có biết gì đâu, có nghĩ gì. Ok không? Ok. Rồi rồi, y vậy nha. Rồi rồi tao công thế nha. Ok. Dính nè. Ông lùng dính đi trời. Ngon hả? Nè cái gù à. Đây. Nè các bạn. Tôi mới dính con hai vàng. Ủa nãy giờ là dính hai con hả? Ok ok. Ủa hôm nãy mới kéo sao không im lên ghe luôn ông ta. Nè cái ô là bự chóa luôn nè. Đâu? Ừ. Ông xàm gấu hả? Ừ. Ghê hả? Đó, không? Ở đằng đó hả? Ghê hả? Đằng đó ớt cá ục nhiều lắm. Thôi đi dẫn câu. Đi dẫn. Ê, không câu đâu ta câu. Rồi tao luôn, 7 điểm luôn đâu. Không, đang whip luôn, tự nhiên rút ở đây chơi 4 nữa. Rồi, rồi dính luôn. Để công mình tao ngon hí bà luôn. Ê, đứt lưỡi ông nội. Đứt lưỡi á. Dưới gỡ ra. Không, tụi nó mới lại tới không à, thấy tới một chuyện ta nữa. Buồn dữ trời. Ai kêu tao làm chi? Câu sâu lắm rồi. Cũng sâu dữ à. Ở đây cá mặt già luôn, không câu. Buồn chết. Không đồng đồng hỏi lại à. Không lại hồi cái cô lại ngon luôn. Nhưng mà tôi quay lại đây nó rõ quá trời. Không bỏ đâu. Tôi ám lắm. Không mang nó ghé phao cái xiềm chứ. Đó là nhịp mà thôi nó quất liền. Trời nó chạy lúc luôn rồi. Ui. Cái gô dính cái gô rồi. Dính rồi, dính rồi. Con sạp đang ăn hết sạp. Nhịp nhịp. Nó con sạp đang ăn kìa. Từ chưa đâu, chưa đâu. Chưa đâu. Chắc lúa gì nữa quá anh em ơi. Lúa hay chấu đây. Lúa hay là gạo. Lúa rồi. Đúng rồi em làm chứ. Chưa đâu. Rồi lên đi con Sam. Lên đi. Lên. Dứt. Trời ơi. Dính rồi nhưng mà nó bị dưới cỏ rồi. Chưa đam mê một chút đi đậu. Chưa đam mê mấy nó buồn chứ trời. Không phải đam mê chứ. Dính rồi nhưng mà nó chứ cái con. Dạ, cái gô bự nha. Ờ dính đâu vậy? Dính đâu? 50. Thấy không? Tôi nói rồi. Ủa, mà bự gì vậy? Có đã không có đâu. Không 50 thì rồi. Xe. Buồn chứ mày. Xe. Có là whip rồi, 50 đừng con nữa nha bạn. À đầu gì trời. Ngon quá. Đó. Đủ hai người dính cùng lượt luôn trời, hai người này giống bú rồi. Thèm á. Hai ông kia kìa. Hai ông có hẹn không? Hai ông bay mấy hàng bú. Ê, khoét cái lỗ bự ra đây, hồi nó dướng sao? Vô mấy thằng có hẹn
quá, cá nó ăn mà hẹn. Con bò. Ui sao này bún trời. Trời ơi, tự nhiên cái này câu nãy giờ được hai con trời bóng chưa? Bóng đèn. Sao không câu con? Có con không hả? Hai con. Tôi không câu được con. Giờ tôi phải ở lại với tao đi, đậu không ai câu cái trăm con rồi. Con câu trăm con tôi ngủ luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Xuống cứ thở, cứ thở con dính không? Trời bị hại nữa rồi. Trời đất trời. Cá bự dữ lắm luôn, lúc cái bao nó chìm ngắm dữ luôn á. Hại đời cái bao tao nữa rồi. Mới lặn xuống đây. Cáo tôi ngại với mấy thằng câu anh em ơi. Trời. Xuống gỡ còn dữ không? Không, có lửa câu đây lên chân luôn nè. Trời ơi. Hại tới nữa rồi. Toàn chuẩn bị nó mờ lem phục hồi tao đẹp cái vậy. Sạch sạch chỗ đó mới được. Dọn sạch đó luôn. Đùa vẫn yêu em như ngày xưa, lúa đang bồng rồi em đã lấy chồng rồi kia. Đúng rồi. Nhảy, tao biết tôi phải nhảy rồi nhảy theo đi đâu. Đây thì thành quả anh em mình đi câu từ ngày hôm qua để dành tới ngày hôm nay bù vô đây mới được nhiêu đây nha bạn. Đó. Cái gô ngon không nha. Đó, cứ khờ với bạn mà không. Nói chung là được một bớ cá khá là ngon rồi. Bây giờ anh em mình xuống cái ao này chiều rồi nha bạn. Bây giờ anh em xuống ao này để mò hang kiếm thêm mới cá chốt hay cái gì nữa để có một bữa ăn chiều tối nay hoành tráng nha bạn. Đây đây để nó ở chiều nè. Cá bá vô cô, cá mèo bố. Cái nè, cái nè. Đâu con dịch đẹp vậy trời. Trời. Con thì con giáo ơi. Rồi, tao chiến dịch đập ra khô quẹt luôn. Ừ, quên có ba chiến dịch nữa. Rồi, sao mấy cái hàng ở lên trời. Chiến dịch đi hấp cơm xong rồi dầm cái nước mắm ra. Dịch nó hơi vén luôn, hơi ngô luôn. Ông đang cái hèm ở trời, vô xuống đáy lạnh vậy hiểu rồi. Nữa à? Sao không quét cái hèm nào xuyên mấy mẹ. Nào đâu, đang phốt rồi vậy. Về đầu ngoài mới có rồi. Ngoài thức dịch đó mà. Dịch cơ mà, gọn băng quận. Hai đó, cái ngoài ăn bàn đi. Thất thu còn tập rồi. Thất thu còn tập đi trời. Con cháu ơi. Thất thu còn tập. Nhưng tối đêm nay sẽ có qua qua lá cỏ cây. Hay quá. Không biết gì đâu. Ôi vút bà. Ông phiền hẹt nơi. Bị tèm. Em gì mà nãy già cái giò mà muốn thúi cái giò luôn không biết cái hang chạy thèm vậy hả? Rồi chắc bón luôn quá. Đi câu cá thì cá không ăn. Rồi đi mò cá không có cái hang nữa mò gì trời. Ở ngoài vậy không lần mò ở ngoài vậy. Giống ba mò vậy hả? Trời ơi, vẫn có một cái hang. Có hang rồi mà đang có hang mà như mẹ đi chợ vậy. Đâu. Thì tao mò lúc đầu luôn, nó thấy hang nữa chứ trời. Không có con nào. Không có cái dẫn trời. Có lấy đi quen. Ba bỏ đâu, bỏ đang quảng. Chưa vậy. Ôi, lặn lên quần luôn nha. Lặn đâu, lặn luôn chứ. Thôi trời, bỏ đi. Trời, bỏ tới đâu. Thôi trời, lại. Thôi trời, nổ đây, bỏ uổng. Thôi lặn quần. Tao đụng lên cá tao ngon luôn như đâu cái gì. Có hang rồi có. Gặp cái đá đại dương không có luôn nữa. Có hang rồi đúng cái gì luôn như đâu cái gì. Không thấy một hang trời giống bá đụ chứ hả. Đi dài dài các bạn trò nãy giờ muốn thúi các bạn trò luôn không thấy hang. Không thấy tan nữa. Bánh lặng môi trời. Số hử không ơi, tự nhiên gà 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 dính con cá bóng cát luôn. Thôi. Bánh rau gì trời. Ôi, vậy hai tí con ông dở không ở đây nha. Mày đi cầm phong không mày? Dính rau không? Ừ, tao thấy cái hang rồi, không biết có lúa gì không nha. Xuống cái rồi. Có hang hả? Ừ. Con chưa đụng nữa. Gà thì tơi cho má thôi. Trời. Rồi, đằng lâu là có rồi đó, đằng lâu là có rồi đó. Trời ơi, có cái quần á. Đằng lâu là có rồi đó. Cá bự, cá bự, cá bự. Cá không? Cá bự với thèm. Đấy. Cho chú. Ồ, cá chốt đàng hoàng. Mà không, cá bự bên đi. Bắt cá này không? Bắt đây cá bự, bắt thêm lên cá nè. Ồ, vô nè. Chỉ vậy thôi. Con bóng mà là chiếc đằng lâu là có rồi hả? Vậy em bóng nè, thấy mình là cá bự nè.
cá là nó ăn dưới sức luôn. Ừ. Lặn lên quần bỏ cá rồi nó rớt rồi ké luôn á. Tỏ này mà bỉ mà có heo mà hụp xuống cái là có lúa liền á. Rồi vậy đi chú không thấy rồi. Dạng bóng. Lặn rồi ra lặn. Dạng nó dạng lặn dạng ai đó. Có lúa không? Đúa. Đạp. Sợ bỉ lặn có lúa, lặn có lúa hả? Đạp chứ không phải là hang. Tại có lặn có cá không? Cá bự lớn gì lặn thả vậy bắt luôn trời. Có không? Cái gì vậy? Cái gì vậy fan? Chốt, chốt mà. Chốt à. Xuống đây cái con vàng mò hay gì? Có lúa không nha? Có đâu? Rồi chặt lắc rồi. Chặt lắc nè. Con nào mới sợ. Không có nào đâu. Đậu không có hang ngon vậy mà không có cá trời. Hang hết. Hết thèm nha. Gì? Hang bốc lửa luôn trời mà có hang hết chứ mà. Không ăn đi. Phối trời. Thế thơm. Có gà luôn đúng ta. Hiểu đây cái tỷ cái hàng chứ. Bữa nay con ông đây con nữa. Ở đâu rồi cái tỷ hàng. Ố đậu ông. Thôi thứ dữ nữa. Có hang nãy chà bá lắng lừ hột vô không có gì hết. Có đâu ngoài đó đó có hang. Chưa. Ở ngoài á. Đó tự cây đó chạy ngoài á. Mà cái này mà xảy cái đội quần thiệt luôn. Đâu đâu được không ta đâu. Bự không em. Đó bự hơn. Bằng cái lóc cẩn á. Dữ gì sao. Cẩn hơn. Ồ, cát luôn trời. Không bằng cái bóng. Ồ, trốn luôn trời. Lóc quần cẩn nha vậy. Cá này cá cá trứng. Chảy bây giờ. Cái lóc trứng gì vậy? Cá trứng cá trứng. Đó là bên đây hang mới nhiều nè. Đó bị ăn chết rồi. Ôi trời ơi! Cái này đúng không? Mày này phát cá độ. Cá độ, tối nay cá không trời? Thằng nào bắt kính là bên nào bắt kính bên đó làm nha. Đúng không? Chơi luôn. Chơi luôn. Đó là dám bình hàng mới giữ nè, bán có. Sợ quý quá. Giết mày. Giết luôn. Rồi ok. Bên mình thì quậy vô hang, bánh dịch quậy. Rồi chút đơn. Chút đơn. Ok chút đơn nha. Tới đầu lắng nha. Rồi ok ok. Để chương dịch đó. Cả gì cũng cần thiết nha, ok không? Ừ, nguyễn số lượng con nha. Ừ. Rồi bên nào nhiều đó hắn. Cá cá luôn. Ừ, cái gì cá được trời. Mấy cá là quất rồi. Rồi rồi với ok chút rồi. Rồi. Rồi tao nãy giờ tao thả đó. Cho mày biết khới nào là cái mùi vị nè. Rồi, biết cái nào. Trời. Có cái đẹp ghê vậy. Hai mới mò gì mà. Ừ, hai này mới mò gì nè. Hai mới mò chỗ đất cổ nguyên. Mày dám bốc qua bú vậy? Một con cá nè. Đâu? Rồi rồi, một cái tôn nè, nè. Đâu? Có, một con cá luôn, anh coi, anh coi. Nào con. Đó. À, trọng lượng một con nè. Vô, vô xô nè. Có quay đây nè. Rồi. Chuẩn bị mày bằng cá thúi móng tay mày nè, không lo. Chuẩn bị nè. Rồi rồi. Chuẩn bị nắm móng thúi móng luôn nè. Hai con hết nè. Không lao. Người ta cá nha, con hết. Nếu hết này giờ mò. Ơ hết chứ chắc ai mò nhiều hơn ai nha. Ừ. Rồi tự nhiên đang mua cá rồi hết. Dạ. Ý là mấy chai đậu, mộng lâu là mấy chai á, đùi trời. Không có gì giống á. Có gì giống á không? Yên tâm đi. Trời ơi. Rồi. Đâu không có gì đâu. Cá bóng. Đậu mộng lâu là mấy cháo sâu đâu, đổ liều 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 á, đùi á. Trời, tôi mới đạp cá nữa nè. Rồi tới nữa. Một đều. Thôi tới cảm nổi. Được không luôn trời. Đâu làm được cái chai đuổi trời. Cái chai nổi đều béo trên mặt nước á. Trời. Ông giỏi ông lụng mới được không. Thôi tổ đại tổ đại. Hiểu lầm hiểu lầm. Ý trời ý trời nữa rồi. Ý trời ơi. Con trai hút nữa đường này không có con tèn nữa nó thèm nha. Ai cho không. Để cái hang này tại. Mày gà đụng tao gà chứ đó là đụng. Cái hang mà giấy có cái này. Tao ngồi cấp trên mà. Gà bạn giò mới nát bấy luôn. Gà bánh cái bánh giò luôn. Ủa lâu lâu bộ có lý nha. Lên hai con nữa vào luôn nha. Bảo mẹn. Lạnh tâm. Ủa. Đó. Đây cái hang nào mò chưa. Có đâu tao ở trên mà. Mò dưới đây à. Đã vào rồi thằng mò trên mò dưới hổ bò chưa. Lạnh tâm. Có lặn có ngon luôn. Đây cái hang nè. Gì vậy. Đâu đâu. Con cá lóc nè. Đâu.
Ai vậy? Dính đi dính cá hả? Mà lên đi trời. Hai con này nè, hai con. Rồi tới luôn. Hai phạt mày. Rồi chuẩn bị hai hả? Chuẩn bị lại nha. Ai vậy? Lấy chỉ đây nè. Chuẩn bị nó muốn tung máu luôn á. Hả? Chỉ cá đó. Chị gì thấy luôn nha. Chỉ cá. Đâu cá không? Đi đi nhỏ nhỏ thôi. Em kia đây nhìn kìa. Có kịp ngon không nha anh? Em kia đây nhìn kìa. Ê, mày bắt cá trong xô đi mày. Ê, nhìn đi ra đi ca. Có cá kìa. À! Cá chết. Chết đâu, bảo cá chết trong tính luôn á. Chết tươi mà. Cá chết tươi. Cá chết tươi luôn hả? Ừ. Mới chết à? Tươi. À, hai đều bỏ vô luôn. Cá nổi mà. Thôi, cá không tính lúc nào, chèn vàng quá này. Ủa, bỏ hai đều. Bị dẫn trước rồi. Thử bóng luôn. Ủa, không con hàng, không con tan nữa. Bò đẹp gái. Bị dẫn trước rồi đó. Ừ. Con tan luôn. Mạt luôn. Cái này là mạt thiệt luôn nè. Mà. Đâu vậy? Ôi con. Cái bóng, cái bóng. Cái bóng cho má luôn. Cái bóng này ăn luôn chứ hoài gì? Đồ bóng bự luôn kìa. Không, tà bá luôn. Tôi tính đầu con, hai con đều rồi. Chứ đâu tính tụi nhỏ. Hai đều rồi. Hai đều. Bà lê, bà lê, bà lê. Bà lê, bà lê, bà lê, bà lê. Bà lê, bà lê, bà lê. Ê, bà đi kê thang mà nó đâu sợ. Ờ, chuẩn bị thuốc bóng giò, không bóng tay nè, mà cá không bóng nè. Húi đầu húi dễ vậy. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bà nó không hang kìa, chuối có hang không? Để làm con thứ ba lên cái cho chặt tắt này, hy vọng mới luôn cái được. Rồi. Cà lam lặn nguy hiểm lắm nha, nó lặn chơi thôi chứ dính bà gì đâu. Nhìn thịt lên không dính gì đâu nè. Lặn cho có lặn nhưng mà có lợi. Ê, gì cà lam? Tính đầu con không? Ủa hả? Tính đầu con của cá. Ủa cá, cá tính. Rồi dính cá kìa. Cá tính à. Nè, thả nè, nè. Thả nè. Thả gì cà, bắt luôn, bắt hai chi. Bắt luôn không? Rồi 32 luôn. 32 luôn, nghèo luôn, đẹp gái vậy. Cả cho bờ có hai cho bờ luôn tí. Mới vừa năm nay đều đẹp ghê vậy. Công ty cố gắng bóp. Mất cái giọng luôn, hết cái giọng rồi đậu họng nữa gì khúc này không có tàn thấy thèm chứ ạ. Bên kia còn có hàng liu riu liu riu. Đây gà nãy giờ khúc dài sập phòng ròn có cầu Sài Gòn không dính con. Có đuôi á. Dạ. Ăn rồi là ăn vua luôn. Tôm. 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 Rồi. Tôm. 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 Nó teo nữa rồi kìa, không lo. Bốn ba dính tôm. Dính tôm, trời không có con tôm là nó xong cùng bông rồi. Thôi giờ chững chững lại coi. Dắt quần mà tôi ngại luôn á thiệt. Ngại nè, chuẩn bị cho ngại nè. Ok quá mày ơi. Dán kiếm còn nữa cho bốn điều cái là nó bệnh nó hết gáy ọ ọ luôn rồi. Ngụt lặng nữa kìa. Có cái bờ này, có cái hối. Ủa thằng kêu vậy? Trời ơi, chạy rồi rồi rồi, trời ơi. Nó buồn. Ừ, cái hối luôn. Chào ông lặn kìa. Con cá chạy rùi luôn rồi, rồi thua đất đường luôn. Trời ơi, cái hối xuống mạng. Cuối cùng. Cá đủ chưa? Cá đủ với thèm, con có con cá trong cái hối này, chặn vô nó chạy giục cho luôn. Con cá nó giục nó thú mẹ hay mẹ. Lọt khe luôn không trời. Cuối móng tay luôn rồi. Dạ nó cao đi được cứ mấy bờ với nó lặn lặn tụt được xin lắp hết á đùi kìa kìa cái tôm nữa kìa tốt quá ôi tốt hả rồi 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 hiểu luôn hiểu luôn năm luôn rồi ba luôn rồi ba rồi lại đây thua hai chiếc dịch cơ thua này mà thua mà nhục nhã ơi trời trời bên đây không có hàng cái thèm của bờ giống bú trời ba thua chắc lặn lại hơn lặn lại gấp rồi. Ủa gì vậy? Có thể không đi chứ. Rồi, tới đây là xong rồi đó. Này là nhục nhã luôn rồi đó.
người nào bắt cá hai tay được hai con cái quầy cái được lợi luôn lủng lẳng nữa kìa. Còn mỗi nó có hang ở bên đây hết rồi, bên đây nó bú lắm. Đâu rồi mấy cái bằng trang hả? À, vừa chắc nha, còn nữa còn húp chứ. Dịch để đầu không con cua Alaska nó mới đá dục dục mình chứ. Con lá không tấm hợp chứ. Ok. Khúc này có lá hơn cái quần lãnh nữa, đẹp ghê. Dịch lên. Thôi mình tới giữa ganh thôi, mình chơi nhiều quá anh gian điếm nữa, mình không hết vậy. Ôi giời, về bằng cá thúi tay luôn, đậu phòng nó bóng. Mấy cái bóng tay bữa nay cho cái chuột móng hết luôn quá. Con bữa đầu cái hang cuối cùng mình gặp cái hang mình được hai con mình về vốn nó sao ba con mình gác luôn sao hai con đúng rồi, hai ông đi là hai con rồi đúng rồi. Này bụi láo ổng 30 chưa rồi tết cho phen ra nó lụm chiến dịch cái nữa, bữa đâu lụm được chiến dịch cái tao giàu to bá hộ luôn. Biết đâu được chuyện gì xảy ra hai con ngốc nè đồ bụi láo như trời. Lâu rồi xong luôn, hối quát luôn. Chính vậy vậy mà cá đi hai chiếc con ơi. Mà hết như xù cá chắc không bông tài luôn quá. Không có chiến dịch nữa rồi. Chuẩn đã, tao bắt được 10 con. Ôi, gì. Ôi, tao làm gì tao luôn ơi. Rồi găng cá ngoài luôn. Đúng à, tao luôn, tao làm gì kìa. Ai? Rồi. Trời ơi. Ra ngoài luôn. Bỏ xô đó răng ừ. Cái gì? Cái chốt. Đổ nước rồi. À, các bạn ơi thì anh em mình đi mò cá và đi câu cá thì cuối cùng anh em mình được bao nhiêu cá nha bạn. Nãy có con cá bóng tượng của con vàng mò cũng to to nha. À, nhưng mà lụng nó ăn nhất mình quá nó giục quá. Không có sạch. Gái vậy. Không có, nó hay là bự nó không có hình. Bởi vì hai nó mà cá độ với hai mình. Cái hai nó ăn hai mình cá thì về hai mình mà cá cái nó bốc con cá cũng giục giục chứ luôn. Trời kìa quen đủ không? Nó có tiêu là phải cá nhỏ nhỏ ăn nó mới ngon chứ cá bự ăn không ngon đúng không? Quá dữ sang làm được không có thịt. Mình nói là cá con tượng dạng nhất mình lắm. Thôi đừng ăn giục đi, bẩm giục bẩm với trời. Phải mà ăn coi mà tôi ăn giục thịt. Ăn luôn nó giục hết luôn. Nãy tôi cản lậu không giục có con không mới to không ơi. Giục hết luôn rồi có việc làm không? Đây là số cá anh em mình vừa câu và vừa đi mò mương được bao nhiêu đây nha các bạn. Đó, dưới ba chứ không dịch anh em mình lụm được nữa thì có được một bữa cơm ngon lắm nha bạn. Đấy. Đó, anh em mình phải nói là cưng như trứng mà hiến như qua đó. Ừ đúng rồi. Không. Cưng như qua. Trứng mốt nhẹ. Mày phải dưới trời. Bóp nát mà cảm. Tại vì chỉ cần vô ngon tại tới tới luôn như. Cái này mày đập được không? Nhắc kìa. Được. Phải. Nút, nút. Xé. Ờ xé cho mày nhắc được không? Không. Xé mới được. Thôi bây giờ mình ốp cá để mình kho. Kho cái mình đập ba cái trứng vịt nè, chụm 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 này nha bạn. Đó. Ngon hồi nhéo nha. Cơm thì mình đã nấu chín rồi, bây giờ mình sẽ ốp cá nha. Đây. 73 21 rồi. Sao không lại là 83? 83 27. Đây cho miếng đường nha bạn. Cũng chưa nhiều ông cuốn. Cũng chưa ngày xưa học á. Ngọt. Muối. Nước miếng. Lộn nước mắm, nước mắm. Nêm. Nêm. Tính ra mấy keo này sắp rồi, tới khúc này đã tối. Thứ gì mà cản nổi đâu không? Hủ tiêu nữa phải. Gì nhiều gì vậy? Miếng tiêu. Nó chết cắt vô nữa. Đã hết vậy phải. Đây miếng tiêu nha bạn. Vô đi phải. Nó chết. Rồi đi xíu cắt sao đi. Ờ xíu cắt luôn rồi. Ốp chút sôi thấm đi rồi thả kho cho nó cứng cá nó ngon. Rồi xong luôn, này bị chỉ luôn. Ba đời bị chỉ luôn. Cắt sao luôn. Đây bây giờ. Ngày cuối rồi, tôi đang hứng quá, tự nhiên mình xuống hứng nhẹ lắm, còn biết đâu anh ơi. Nếu như có thêm, chắc chạy luôn phải anh. Xin đừng gặp kiếp sau. Trời ơi, nóng quá. Đậu bỗng như sao hả? Nè, bắt tay bắt đầu trời. Ông nóng quá, thì ông hút không gian. Giặt luôn. Đó, ngon rồi đó thấy không? Lỡ còn miếng này đây. Lỡ hết nước mắm mà cho hết cây muối luôn. Cái muối là ké liền á. Rồi dắt luôn quay. Đó, để nhiễu nè. Đó, để nhiễu nè. Cái món gì? Thơm, 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 nè cá gô mềm mềm nè. Ôi mẹ mày bệnh đi vậy trời, giơ giơ giơ. Không gì vậy? Kiếp này đôi ta lấm lem. Bây giờ nghỉ không? Trời. Có gì đâu trời. Bình thường có gì đâu.
thì nó biết rồi. Ủa tới rồi. Nó Superman lò với trời. Rồi mình ốp đây nha bạn, cho nó thấm cái nha, chút xíu chờ nồi cơm chín hẳn rồi mình sẽ bắt lên mình kho nha bạn. Đây cá mình ốp nãy giờ thấm lắm rồi nha bạn, ngon hù nhé luôn trời, chảo cá tuy dằn mà nó linh động vậy mà nó ngon dữ người ta. Đổ vô thêm nè. Giờ tôi bỏ cái móng mới ngon vậy đó. Ồ hô hô. Đây bắt lên kho nha bạn. Rồi anh em mình ngủ tiếp thôi. Rồi ngon. Và thế là anh mỗi tối không có cà phê. Và thế là anh sáng thức dậy cũng không có cà phê. Chị uống đi bắt cá về để có cơm ăn. Nghe hả? Mời mà còn nó phê mà chứ ơi kiểu dài luôn trời. Phê. Đi ra dám bảo chung á, bảo chung cừ nữa vậy trời. Dạ. À biết luôn chứ. Dạ. Nó mà tay bắt ổn không tin đâu. Ổn không tin tay bắt ổn không tin trời. Bảo chung cờ mỗi lần cừ là kêu ông đi ẻ đó. Cái gì mà lầy dữ trời. Đúng không? Đúng không? Không. Hồ dữ trời. Bảo chung cừ. Ê ê ê. Ai cừ thầy đi hả? Mày có ai mày cừ ra em cừ không nội? Giống mẹ. Ông cười nó bê. Trời ơi trời. Trời mà tao ngu luôn. Tay này bắt ổn quá. Tay này quá bắt ổn. Dựng nổi rồi. Nói với tập trung chuyên môn hay anh. Đúng rồi, đây thôi bây giờ mình tập trung mình kho nồi cá này ngon cho nó gửi cho bạn để mời tất cả bạn cùng thưởng thức với mấy anh em mình bữa cơm đêm nha. Cuối cùng đó. Ông làm sao mà cái chảo cá đó không ngon là tôi kho ông luôn. Đêm nay là đêm cuối rồi mai xa cách nhau. Rồi xong luôn, không còn tan luôn á. Còn chảo cuối cùng đâu có ơi. Trời, tôi đang lên nhạc đang view đi mày. Mày dữ trời, thôi nghỉ ca không mày. Bữa ca quá nghỉ đi. Rồi. Nghỉ hả? Đây thôi, nghỉ cho. Đâu? Sắc yeah, đêm cuối rồi. Yeah. Nó dài à, nó dài bên con chim chép. Chạy chạy chạy. Mừng nó mừng, nó mừng, nó mừng. Ba mẹ nó chạy có hiểu quá, tôi chưa vợ con có hiểu quá. Tao nói gì đâu. Tôi không hiểu quá. Nói gì anh em nói gì đâu? Chị tôi có hiểu quá. Không hiểu gì luôn. Không hiểu gì chắc con bánh. Rồi có thử dầu cù là cũng có thử thôi gì đâu mà hiểu chi trời. Đây nồi cá sao lại gật gãi bạn, đẹp thiệt trời. Nè đập chín vô đi. Chưa hẳn. Cho cá chín đi mới đập vô. Mình phải đập vô mà làm sao mà trứng nó ốp la hầm rào luôn nó mới ngon không? Chín vô nha. Rồi sao không còn ăn luôn quá. Đây mình sẽ cá nó gần chín nha bạn, mình sẽ lùa nó qua một bên để mình vô ba cái trứng vịt nha bạn. Đó. Đây ba trứng vịt nha, ngon lành. Giờ mình sẽ ngắt ba trứng vịt này ra, tại trứng vịt non nha bạn, không có đập được những cái kia, đập nó cạn cái nó ra ngoài trên cái bón luôn nha. Này chỉ có tét ra được thôi. Đây vô nha bạn. Cắn ra trời. Ngon vậy. Quá. Hai trứng này dính lên luôn nè ông Sam. Hai trứng này xinh đôi vậy. Nó mềm giống trứng rắn nha bạn. Đó, ngắt ra. Như thế thôi. Giờ mình vô thêm trứng nữa nha. Giờ mình vắt luôn nha bạn. Đi vô luôn. Hai cái vỏ này tốt không bạn? Ôi, ăn nhiều dôi quá bị quýt. Ăn hí hí được rồi. Đây, vô thêm trứng nữa rồi. Đó. 6.50, 7.50 giờ có đủ. Bạn điêu liền với trời. Lọt cái cài. Đó, lọt khe rồi. Nói chuyện có hiểu dữ chưa? Ngon lành nha bạn. Ôi ôi, chảo cá của nè mình mà không gực gỡ còn gì gực gỡ nữa. Ba trứng nổi nha. Quá đã quá đã. Tăng sushi luôn quá. Dạ, có thiệt có thiệt. Đây cái nồi cá kho của mình nó đã hoành tráng nha bạn. Đó, ngon lành không? Có ba trứng vịt vô cái đã dữ trời. Bây giờ lại không? Quá lại nữa luôn. Đây bây giờ mình sẽ nhắc cái nồi cá xuống để anh em mình bới cơm ra cúng trong bà đất đai nha bạn. Để anh em mình cùng ăn tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với mấy anh em mình nha. Đây. Ủa đã, bể cái chảo luôn. Được không? Wow. Con mèo nhé. Anh em ơi. Một ngày như thế. Con mèo nhé luôn. Một ngày như thế thôi. Bành lùng quá. Đi ca đi nhảy. Thôi bây giờ anh em dọn cơm ra cúng ông bà đất đai cái nha bạn. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với mấy anh em mình nha. Trời.
Thôi thôi, bữa cơm thôi dịp đi. Đang ca tài tài chui đi vào Bình Lan lại. Cái gì mới xảy ra đây hả trời? Nói chung là team mình cái này bất ổn lắm nha bạn. Trời trời, thứ gì to không có gió ngổn giáo không? Người ca thì người điểm nhạc. Không nổi vậy. Cứ cú điểm mà nó húi thì nổi mà không điểm có thể húi hơn. Không lẽ giờ tôi giác nó mỗi cho bất đồng chứ. Ôi, nói chung thì bữa cơm tối anh em mình cũng đã chế biến xong nha bạn. Thì bữa nay anh em mình ăn một món giản đơn nha, đó chính là cá kho nha bạn. Nhưng mà anh em mình có được ba cái trứng khủng long kho nha. Ghê hả? Đáng khủng long hay tiền sử? Để mình sáng ra coi ở trong nó còn cái gì nhão nhão không ta, chắc hết rồi đặt rồi. Còn hết rồi. Còn ê sạch sạch đó, nó còn nhão. Còn cảm nhận một tí nhão. Thôi ngon rồi, nói chung là hoành tráng rồi. Ôi đó, trứng nó mới tới đó. Này mới ngon nè. Ủa, ở trong thấy gì hết? Đây cái nó rồi. Ok không? À. Cái mình dẹt qua đây, cái mình trang bạn miếng nước cá rồi. Đó là thướng thì sáng hôm nay dẹt cái kia. Rồi mình vừa đông cái tay chứ. Em chứ hả? Vừa rồi hết cả luôn. Hoành tráng lệ. Thôi mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với mấy anh em này nha. Thôi mời anh em nha. Vô. Vô. Em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Hai bàn tay. Chúc cho anh vừa nắm mày. Hết rồi. Dứt đi anh, dứt đi em. Em gì ở đây nữa? Trời ơi, vui không? Dứt đi em. Thôi mời tất cả các bạn nha. Đây vô vậy nửa trứng hụt dịch trước cho bạn. Cho nó thấm giọng nha, đỏ lầu da đỏ quét ngon không? Mời tất cả các bạn nha. Có gì đâu mà buồn. Cà lỡ tại ăn đi bỏ. Đói thương. Cơm ta lùa cho nhà dân trong lông lên luôn hết. Giữ phải anh đậu. Trời ơi, mày hay cứ quá. Quýnh không? Cái đó kỹ, cái đó kỹ, cái đấy quýnh là quýnh nhà. Trời ơi, tao quýnh là nó xé luôn á. Kêu quýnh cái nè. Là mấy hụt dịch nha bạn. Rồi vô anh em ơi. Vô 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 vô. Nếu người ta không quýnh vô miếng đường sao nữa là coi như là thành cá kho muối lòi luôn rồi. Trời ơi, càng mặn càng ngon á. Càng mặn càng càng bắt. Vô bắt trước ông quýt nữa cho nó hoàng. Mời các bạn tôi chứng không phải ngon nha. Có đậu đã. Ăn coi con cá chốt mà trứng vậy nè. Con cá chốt coi không vậy nè. Đẹp gái vậy. Đúng không? Thôi ăn nhức răng lắm. Cái chốt ăn nhức răng. Cá chó ăn nhức răng sao không tự ăn nhức mình nên lột thả cá không tự ăn nhức mình. Đúng, cá không tự ăn nhức mình. Tất cả bạn nha. Luôn trời ơi, trời đi mời không nó ăn đơn giản đơn sơ mà lộng lẫy nha bạn. Gứ lên vô cái này cái nữa là cá hàng. Đúng đã lấy nước mắm kêu là chết. Trứng non này hơi bị bướp rồi nha, không phải lúc nào cũng can được cái trứng non không. Nếu mà kiếm mấy cái trứng non này không ra nha. Nó thơm nó ngon béo. Mời tất cả bạn vô cơm mình nha. Thì gần nó non nhưng mà quá ngon nha. Các bạn yên tâm mà nó chạy mình nha các bạn. Đúng. Thôi mời bạn ra công ra ăn con cá khô câu nha. Cái này cái gì trời? Cá khô câu hả? Cá bít. Nó mới ăn cá khô câu rồi. Cá khô câu. Chỗ miệng. Thôi cái... bạn ăn tôm mình ăn đại con tép trong ruộng rồi. Để cả bạn nha. Đảo đã. Thôi người ta ăn cơm rồi mình ăn bảy trứng trong ruộng đi. Nhà dữ ơi. Đây mời các bạn nha. Chứ nãy anh chảo mình bỏ cái mắm mình muốn cho nó ăn mặn lè luôn mà không chế biến lại. Không có phải thêm mấy đường liền chứ. Thêm một nhóm đánh mình chứ bạn. Tại nó bón thiệt à. Đúng bác sĩ cứu hay thiệt. Đúng rồi. Còn phải quýnh thêm miếng nước cho nó mặn hành muối lòi thiệt à. Làm con cá rồi, cá chốt siêu ốm rồi. Mời bạn nha. Ăn ngon rồi. Gô mini rồi. Dùng mời các bạn nha bạn. Làm cá chả, ôi không cá gô ơi. Mời các bạn nha. Cố cứ giết vậy. Mình bắt rồi. Nhưng giết vậy. Lắm. Đỡ rồi. Cũng chế mà. Lỡ yêu rồi. Lỡ yêu rồi. Sao không thành diễn tội. Tội nghiệp ăn. Ăn cá kho mỗi ngày. Lỡ yêu. Đúng. Đúng luôn. Lỡ mất tiền rồi.
lỡ yêu rồi. Lỡ yêu rồi. Đầu tốc độ chứ. Ba mất bến luôn. Bị liệu quá vậy trời. Dạ bạn nha. Chén ngư hai nha bạn. Quá trời đó ngon rồi. Cái gồ béo nè. Chén hồ ly. Làm con cái chốt mà. Ngon. Đây bạn nha. Mà ăn con chút bánh chạy rồi đi. Ôi bạn đứng đi. Đưa trứng tao ra. Các bạn con cá gô được rồi. Cá gô bỏ vô gỗ nhảy gù gô được rồi. Được trứng rồi bạn. Vô làm cá bóng không? Bóng đó. Đậu. Ừ. Bóng đấy hả? Con này đi. Bún cát bún tưởng. Con này bún cát này phải không? Ừ. Mà bạn cá bún cát các bạn. Cá bún cát là chịu chó bắt dính á. Ai bắt dính à? Đó, đó. Đó. Đúng, đúng rồi. Đúng rồi. Mỗi bạn ăn cá bóng khổng lồ. Ai, chắc mình dụng mà mình đã bóng bự. Ủa, chung với nó gì trời đúng không? Ủa, đúng. Đúng. Chứ thua đâu thiếu được đâu. Sao thiếu được? Bạn cá gô nữa đây. Gô béo. Bạn miếng trứng rồi. Mời các bạn nha, vô cái bồn nha. Ừ. Bạn trứng nha. Đi mình bắt cá mà trứng này ra thôi, mình làm miếng nữa bạn ơi. Quá quá trời đỉnh luôn rồi. Chờ hộp cơm đây đang mới có hết hạn sinh tồn không? Dạ hay vậy. Trời ơi, đang chơi chiêu dứt cái trứng vẹt này nè ông em. Thấy không bạn nha. Quay lại của mày à, quay lại của mày nha. Đó. Cục cái dính này quá. Làm con cá cá nâu rồi. Ừ, mời bạn con cá nâu nha. Cá nâu nước ngọt. Đâu? Hả? Cái nào hả? Ừ. Nó cá ớp muối mà. Nói chung là hết đêm nay là sáng ngày mai anh em mình được về nhà nha bạn. Đoàn tụ với gia đình rồi. Đêm nay đêm thứ tư anh em mình có mặt lại rồi. Đến là đêm thứ năm luôn hả? Đúng không? Hai đêm đầu tiên em cắt tròi đó là cũng ở tới quyêu chứ. Quyêu rồi. Ừ. Đêm thứ năm luôn nữa. Năm đêm yêu quýnh bậy nữa, thêm 7 đêm nữa em lại. Dữ dữ vậy à. Sao quýnh lâu quá hả? Ồ thế à. Quýnh nhẹ heo ấy. Quýnh dù quá con về vợ quýnh. Mệt lắm. Quýnh 7 ngày nữa về. Ừ. Bữa nào tôi đi đâu đó mày ông dính đứt rồi, không ấy đứt rồi nữa. Nhà cá nè mà nhiều chứ bộ trời kho này thì không hết luôn bộ nè. Cái bây giờ thì có 50 tài lẻ chứ. Anh em nào mà giúp cho các bạn con cá đứng lên cá được gỡ nè. Đứng gơi trời. Bằng đỏ. Ừ, bỏ. Nghe nó bỏ cái dễ gì bỏ tèm nha. Ai bắt người đó ăn? Cá làm dở thiệt luôn á. Tình nói câu chân hành quá dở luôn rồi chứ. Dở làm mới bắt nữa. Quá dở luôn. Dở dữ trời. Còn nồi cơm này đúng luôn quá. Đúng luôn banh nồi cơm, luôn banh lên bầu trời luôn quá. Ờ hôm nay có cơm ghê không trời? Cháy. Trời cởi tao đi tao chứ. Bọn này dễ rồi bạn. Tháng 50, 7, 50. Nói chung đại quyết liên quan chung đó vui không? Thì anh em mình đi sinh tồn bạn, có nhiều anh em mình ăn nhiều nha. Thì cá mắm thì ê hề nhưng mà anh em mình không đủ đẳng cấp để bắt nha, ok không? Đồ nước thì các bạn biết rồi, cá rất là nhiều luôn mà không biết tại sao mà anh em mình không đủ cái đẳng cấp mà để bắt cá. Đẳng cấp mình đang có một phong độ mình nhất thời thôi. Phong độ nhất thời đẳng cấp mãi mãi. Mãi. Yeah. Đẳng cấp mãi mãi, phong độ mãi mãi luôn, tem mình giữ mà. Thay không phong độ bất ổn. Bỏ mà. Nói chung thì anh em mình xin phép gác máy chút xíu nha để cho quay phim nó vô ăn cơm chung với anh em mình nha bạn. Ăn cơm xong thì anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem. Các bạn đừng quên màn hình và đừng chuyển kênh. Anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. Nó còn có mình tôi đây trời. Trời ơi. Trời. Giờ ông đội tôi dám vô nó mau nó tiêu rồi trời ơi. Trời ơi, ông cầm ơi. Quyên ơi, cứu lộn ơi, đau tiêu chân rồi trời ơi.